Hello, xin chào mọi người đến với blog ngày hôm nay của mình. Mình mới ngủ dậy và cái video ngày hôm nay nói về việc skincare routine cho một ngày của mình. Và mỗi buổi sáng thì mình thường tắm đầu tiên. Buổi sáng thì mình thường rửa mặt với sữa rửa mặt CeraVe. Tóc dài nên hơi vương víu, mọi người thông cảm. Sau khi rửa mặt xong thì mình sẽ dùng dưỡng ẩm của Kiehl's. Nhớ đừng bỏ quên cổ nhé. Tiếp theo đó là mình sử dụng kem chống nắng của Anessa. Đoạn này lúc edit video xong thấy bôi hơi nhiều. Mình có thói quen dưỡng ẩm cơ thể bằng gel lô hội của Innisfree. Sản phẩm này thật sự nó rất là bình dân thôi, mình nghĩ là mọi người cũng nên sử dụng. Ngoài ra nó còn có khả năng làm dịu nhẹ các vết cháy nắng nữa nha mọi người. Mình hay sử dụng cái dưỡng tay dạng cream này của The Same. Mình mới order cái áo này trên mạng và mình nhận ra đó là đang giãn cách, thế nên là mình cũng chả mặc nó đi đâu được. Thôi mặc ở nhà cũng đẹp. Đây, thử cho các bạn xem này. Bộ này basic, các bạn có thể mặc đi học này. Nhìn rất kiểu boy năng động mà đánh đấm các thứ đồ. Bộ thứ hai thì mình sẽ mặc với hoodie. Bộ này thì hồi cấp 3 mình hay mặc này. Bộ này thì dành cho boy Hàn Quốc này. Trước khi rửa mặt thì mình sẽ sử dụng cái tẩy trang của Bioderma. Như cái ngày đi làm thì mình có make up thì tẩy trang là chuyện bình thường. Nhưng mà những cái ngày mà mình không make up, chỉ có ra đường và bôi kem chống nắng như ngày hôm nay thì thật sự là mọi người vẫn nên tẩy trang. Thứ nhất là để loại sạch bụi bẩn, thứ hai là để tẩy đi cái lớp kem chống nắng vẫn còn ở trên da mặt, giúp da thông thoáng hơn và khi đó mình sử dụng những cái sản phẩm tiếp theo nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Tiếp theo đó là mình sử dụng đến sữa rửa mặt hoa cúc của Kiehl's. Loại này thì mình đã sử dụng một thời gian khá là dài rồi, mình thấy là nó sạch, dịu nhẹ và không gây kích ứng cho da, ít nhất là với da mình. Sau khi rửa mặt xong thì mình sẽ sử dụng đến tẩy da chết. Những sản phẩm của Kiehl's mình sử dụng ấy thì mình thấy đa phần là rất là lành tính và phù hợp với da của mình. Cái tẩy da chết này là cái tẩy da chết vật lý, tức là mình sẽ phải dùng sức của mình như mình che. Tẩy da chết xong cái và cái mặt mình nó nhẹ hơn bao nhiêu mọi người ạ. Sau khi tẩy da chết xong thì mình sẽ thường đắp mặt nạ. Cái này là mặt nạ đất sét của Kiehl's. Bản thân mình thích là để cho mặt khô tự nhiên hơn là việc sử dụng các loại khăn cũng như là các loại bông tẩy trang để lau mặt. Mình cảm thấy như vậy là nó sẽ vệ sinh hơn. Sử dụng cái mặt nạ đất sét này của Kiehl's ấy thì mình cảm thấy như kiểu là nó sẽ giúp kháng khuẩn này, thứ nhất, thứ hai là làm cho da mình sáng hơn và giúp làm sạch sâu. Bước cuối cùng thì mình sẽ sử dụng tới cái serum Ordinary này. Cái serum này là serum dành cho mắt.
Vì sao mà phải sử dụng hai cái ngón áp út này? Bởi vì hai cái ngón áp út ấy, nó sẽ không gây lực quá mạnh lên phần mắt, khiến mắt mình sẽ bị nhăn nheo chảy xệ.